vì đại bồ tát quán xanh như hư không vô tận nên phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa vì đại bồ tát quán lão tử sầu than khổ yêu não như hư không vô tận nên phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa này thiện hiện như thế Đại Bồ Tát phải dẫn phát bát nhã ba la mật đa, thiện hiện nên biết các Đại Bồ Tát quán sát 12 chi duyên khởi như thế, xa lìa nhị biên các Đại Bồ Tát ấy chẳng thêm diệu quán. Thiện hiện nên biết các đại Bồ Tát ngồi tòa Bồ Đề như thật quán sát 12 chi duyên khởi, giống như hư không, chẳng thể cùng tận, nên có khả năng mau chứng đắc trí nhất thiết trí thiện hiện nên biết nếu đại bồ tát dựa vào hành tướng như hư không vô tận mà tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa như thật quán sát mười hai chi duyên khởi thì chẳng đọa vào bậc thanh văn và độc giác sẽ an trụ quả vị giác ngộ cao tột này thiện hiện các hữu tình trụ bồ tát thừa nếu đối với quả vị giác ngộ cao tột có sự thối chuyển vân vân đều do chẳng nương vào tác ý thiện xảo dẫn phát bát nhã ba la mật đa do họ chẳng hiểu đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa thường dùng hành tướng vô tận như hư không như thật quán sát 12 chi duyên khởi dẫn phát bát nhã ba la mật đa như thế nào thiện hiện nên biết các hữu tình an trụ bồ tát thừa nếu đối với quả vị giác ngộ cao tột có sự thối chuyển là đều do xa lìa phương tiện thiện xảo dẫn phát bát nhã ba la mật đa thiện hiện nên biết nếu đại bồ tát đối với quả vị giác ngộ cao tột mà không thối chuyển là do nương vào phương tiện thiện xảo dẫn phát bát nhã ba la mật đa sâu xa đại bồ tát ấy Do nương vào phương tiện thiện xảo như thế, tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, dùng hành tướng vô tận như hư không như thật quán sát 12 chi duyên khởi, dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa, đại Bồ Tát ấy, do nương vào phương tiện thiện xảo như thế, tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, dùng hành tướng vô tận như hư không như thật quán sát Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, do đó dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, lại nữa thiện hiện nếu đại Bồ Tát khi quán sát pháp duyên khởi như thế, chẳng thấy có pháp nào không có nhân mà sanh khởi, chẳng thấy có pháp nào không có nhân mà hoại diệt, chẳng thấy có pháp nào thường trụ bất diệt, chẳng thấy có pháp nào có ngã, hữu tình, dòng sanh mạng, khả năng sanh khởi sự dưỡng dục, sự trưởng thành, chủ thể luân hồi, ý sanh, nho đồng, khả năng làm việc, khả năng khiến người làm việc, khả năng nhận biết, khả năng khiến người nhận biết, khả năng thấy khả năng khiến người thấy